Rồi chào các bạn, thì tiếp tục hôm nay mình nhận cái mail của bạn Khang ở Thới Bình, Cà Mau. Thì cái mail này lúc trước mình có sửa rồi, thì bây giờ bạn nói nó bệnh chạy 15 phút đến tiếng đồng hồ thì nó tắt ha. Thì để mình khui ra mình coi coi mình có đo ra bệnh đó không. Thì các bạn theo dõi ha. Có gãy siêu theo luôn, gãy ba trong một. Rồi thì bây giờ mình gắn lên coi coi nó có phát bệnh không hay là nó chạy được. Có khi hồi nó phát bệnh ra thì nó mới tìm ra được cái bệnh. Thì bây giờ để mình gắn cái loa trước đi ha, để coi cái nó có gàm không cái đã ha. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn thử cái. Báo gàm ha. Thì giờ mình bỏ cái này đi, mình gắn cái tản nhiệt này lên để dễ đo. Gắn gàm cho nó lên không? Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Lên hình rồi đó. Rồi thì mình sẽ đo sơ sơ mấy cái cơ bản của nó coi nó đã có nguồn gì rồi. Nên đo nguồn gam thử ha. Cái này khó đo ha. Đo đại chấm hai có ha, 2.5 có. Chấm 0.5 có ha. Chấm 0.5 có. Chấm 0.8. Một vết 98 có ha. Đó mấy nguồn win đây. Này 2 win 1 nè. Nguồn win đầu tiên là win 1 là 2 win 1. Vôn 2 là 2V. Vôn 3 2V ha. Chỉ có cái win 1 này là nó 2V 1 nè. Thì win 1 này nó bình thường nó là 2V. Nó này giờ 2V 1 nhưng mà mình chỉ là đo khi mà nó chưa có phát bệnh thôi, nó men nó vẫn còn chạy được á. Mình đo thử nguồn anh. N có 3.05 ha. Còn N này cũng ok. Thì hiện tại thì mình chưa thấy nó có gì bất thường nhiều. Chỉ có cái nguồn là nguồn này thì nó 2.1 thôi. Không biết chạy hồi nó có dâng cao lên hay không thì mình không biết nha. Win 1 nè.
Đó thì máy nó vẫn đang chạy hoạt động nè. Rồi, như là nó treo máy hay gì vậy? Mình đo đo nó treo máy hay gì vậy? Thì cái này chắc phải test một hồi rồi nó mới phát bệnh ra. Reset nó lại mà nó chưa lên. Win 1 này hay Win 1 nè. Thì bây giờ nó lên lại rồi đó. Thì chưa thấy cái nguồn nào nó bất thường lắm. Thì cái này chắc phải đợi test một tiếng nó phát sinh ra lỗi rồi thì mình mới tìm ra được cái bệnh đó ha. Thì cái này hiện tại mình đang nghi cái Win 1 này nó có vấn đề. Tại vì nó dâng hơn bình thường á. 2.11 ha. Mấy nguồn khác thì thấy bình thường, chưa có gì thay đổi. Rồi thì hôm nay mình làm clip nhiêu thôi. Bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Thì máy vẫn hoạt động nha. Rồi, bye bye các bạn.